Chị ơi, em đang muốn lấy cao răng. Em nghe nói có nhiều người bảo là lấy cao răng sẽ bị tụt lợi, hỏng men răng. Liệu đây có đúng không ạ? Mong chị giải đáp. Ok, cảm ơn câu hỏi rất là ý nghĩa của em. Thì như chúng ta đã biết, cao răng đó chính là mảng bám những thức ăn lâu ngày mà để lại trên răng, nó sẽ tạo thành cao răng. Và nếu chúng ta không lấy cao răng thì sẽ rất nhiều vi khuẩn ở trong miệng, sẽ gây đến tụt lợi, viêm lợi và răng sẽ không được chắc khỏe. Thế nên các nha sĩ khuyến cáo chúng ta rằng cứ 6 tháng chúng ta sẽ đi lấy cao răng một lần để làm sạch tất cả những mảng bám trong răng, làm sạch tất cả những vi khuẩn gây ra hôi miệng, gây ra tụt lợi. Để có hàm răng chắc khỏe thì chúng ta sẽ thường xuyên lấy cao răng. Giúp chị được không? Em thấy là thoáng khoang miệng hơn, sạch hơn, cũng không ê buốt như những gì các bạn đã chia sẻ. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn em đã đến phòng khám và hy vọng rằng là cứ 5 đến 6 tháng thì em sẽ qua phòng khám để lấy cao răng, vệ sinh răng miệng để cho răng chắc khỏe em nhé. Cảm ơn em rất nhiều.